thu mỏ dịch nó đẻ con là đúng hay sai? Con thu mỏ dịch nó đẻ con là đúng hay sai? Đúng. Leo lên, lên đó. Nhưng mà em chọn sai. Em chọn sai. Để dài thì nằm xuống. Không. Rồi nằm xuống, nằm xuống. Vậy thì nó đẻ trứng đẻ con. Em chọn nó đẻ trứng. Nhưng mà giờ em cũng bị rối luôn rồi, cuối cùng nó đẻ con vậy. Nó đẻ con hay đẻ trứng? Ờ. Dạ chị, đã là con thú thì đó là phải đẻ con là đúng rồi. Thì đúng rồi. Sao nãy giờ cứ lặp đi lặp lại cái trứng với lại con nó trả lời. Vấn đề đây là ban đầu là mình bị dẫn rồi. Vậy mà mình vẫn làm theo. Nhưng mà con này á là nó đẻ trứng. Dạ.